Quá trình nhận nút bạc đợt này của mình ấy, mình thấy nó khác mấy anh hướng dẫn trên YouTube nha mọi người. Là nó có ngay chỗ cái mã số thuế ấy, mình không đánh cái đó vào thì mình sẽ không gửi cái link văn bản của nó đi được. Do đó là ai mà gần nhận nút bạc ấy, thì có thể đi ra chi cục thuế để khai báo, để nhận cái xin cái mã số thuế thu nhập cá nhân của mình. Để khi mình làm hồ sơ của YouTube ấy, thì mình sẽ điền cái mã số thuế của mình vào thì nó mới cho mình nhận nút bạc nha mọi người. Chúc mọi người thành công. Ngày 24 tây tháng 6 là bắt đầu YouTube nó có cái mail gửi cho mình là nhận được nút bạc và cái mã số đổi ha, đổi lấy nút bạc. Rồi sau khi mình nhận được nút bạc, mình làm theo hướng dẫn của các anh trên clip á, thì mình sẽ có một cái mail nó báo về như sau. Đây là cái tên mà trên nút bạc của mình sẽ là Nguyễn Như Vlog. Các bạn, khi mà các bạn làm YouTube, các bạn sẽ bị những cái trường hợp như thế này nè, là các bạn livestream mà nó có những cái đoạn nhạc á, nó dính vào cái video của mình á, thì nó sẽ hiện cái chế độ là không đủ điều kiện kiếm tiền màu đỏ, thì mình phải xử lý cái chế độ này bằng cách là mình vô lại thông báo của YouTube ha. Hướng dẫn các bạn khi cái video livestream của các bạn đăng mà bị bản quyền á, các bạn sẽ xử lý như thế nào nha. Các bạn vào YouTube Studio, rồi các bạn sẽ thấy thông báo của YouTube nè, video không được kiếm tiền nè, xem các lựa chọn. Này, nó để là không ảnh hưởng đến kênh, dạng công khai không đủ điều kiện kiếm tiền, nghĩa là trong quá trình mình quay video á là nó có âm nhạc nè, put on your shoe nè. Rồi bây giờ mình sẽ chọn hành động, rồi nó sẽ có các vỏ đoạn nhạc thay thế bài hát, tắt tiếng, mình sẽ chọn chế độ là tắt tiếng. Rồi tiếp tục, rồi nó sẽ hiện là tắt tiếng từ khoảng này tới khoảng này, nghĩa là cái video dài mà mình tắt một khúc nó cũng không ảnh hưởng lắm, nên là mình tiếp tục, chọn tiếp tục ha. Bạn muốn tắt tất cả âm thanh khi phát bài hát, tắt tiếng, đúng rồi, nghĩa là chỉ cần ghi hình thôi. Rồi lúc này nó sẽ hiện cái khung là đang chỉnh sửa video. Rồi trong quá trình này có thể mình chờ đợi vài phút. Rồi thì cái này mình đợi cũng khoảng 5-7 phút gì đó, nó sẽ gửi, mình sẽ kiểm tra lại xem coi video mình nó có hết hay chưa. Nào quá, đang chỉnh sửa nè, nghĩa là nó sẽ chỉnh hơi lâu đó bạn, có khi nó mất cả tiếng nữa. Do đó là mình sẽ chờ cho nó chỉnh xong rồi mình sẽ quay tiếp lại cho các mọi người coi ha. Đây là cái kinh nghiệm mà mình diệt hết những cái gọi là nó không có tốt trên kênh của mình nha. Rồi cái clip trong nội của mình là sau khi mình chỉnh sửa theo hướng dẫn của YouTube thì nó đã bật được chế độ kiếm tiền lại ha mọi người. Mọi người vô cái tổng quan này mọi người coi lại thông báo nè, thông báo về việc video không kiếm tiền nè, là nó đã có thông báo mình đã chỉnh sửa và nó đã bật lại ha. Thì mình coi lại lần nữa nè, không ảnh hưởng công khai là đã bật nè, nghĩa là mình kéo xuống một lần nữa coi nó có cái vấn đề gì này không. Thì cái này nó kêu là không tìm thấy nội dung có bản quyền trong video, nghĩa là các bạn đã chỉnh sửa thành công là bằng cách các hướng dẫn của YouTube, nên là khi mình dính bản quyền khi kiếm tiền á, thì mình nếu mà thật sự đây là video gốc của mình á thì mình bình tĩnh mình xử lý ha. Còn nếu video mình lấy của người khác thì cái đó mình không biết thiệt nha. Tại này cái này video mình làm nó có dính nhạc nên mình theo hướng dẫn của YouTube mình làm thôi, nó đã bật được chế độ kiếm tiền rồi. Chúc mọi người thành công nha.